Chào các em, tập trước My đã bị dán làm nô tì theo hầu cho hai người bạn Win và Cloud. Những em nào mà chưa xem tập 1 đến tập 4 thì hãy gọi tìm kiếm cô bé bán slime tập 1, tập 2, tập 3 hay là tập 4 để xem nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy qua tập 5. Các em ơi, trong tập này thì ba bạn My, Cloud và Win sẽ cùng với công chúa Kim Tuyến đi sang Nhật để dự sinh nhật của hoàng tử Ichigo. Chắc là sẽ vui lắm các em nhỉ? Chúng ta cùng đi thôi. Cung nữ đâu? Đem 1.995 hũ xoài lam này chất lên cổ xe ngựa cho ta. Trong khi chờ các cung nữ sửa soạn hành trang cho chuyến đi này, thì ta có hai cái này cho hai bạn nè. Ta có cho người may cho hai bạn hai bộ trang phục hoàng gia rất là đẹp. Các bạn hãy vào thay ra rồi mình đi. Cung nữ đâu? Vào giúp cho Cloud và Win thay trang phục. Dạ thưa công chúa, tuy May không xứng đáng có được bộ trang phục đẹp, nhưng dù sao thì hắn vẫn phải đi theo chúng ta. Nếu các nước khác mà thấy cách ăn mặc kỳ cục này của hắn thì sẽ rất là mất mặt chúng ta đấy. Ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi hãy chọn ra một bộ trang phục nào cho May cũng được. Dạ tuân lệnh công chúa. May, đi theo ta. Đẹp quá, hai bạn mặc hai bộ này thì mới toát lên sự quý phái được. Đẹp quá đi thôi, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Trời công chúa ơi, bộ trang phục của thần thật là chi tiết luôn, chắc là phải tốn rất là nhiều công sức và rất là nhiều thời gian để may ha. Đúng vậy đó, một bộ trang phục hoàng gia phải tốn 3 ngày 3 đêm mới làm xong, mà phải được may bởi những thợ may giỏi nhất kinh thành này đó. Nha thần thì giàu thật đó, nhưng giờ thần mới được làm người trong hoàng gia. Thật là ông trời có mắt không phụ lòng người tốt mà. Mấy mặc bộ này cũng đẹp lắm. Tuy là đồ của cung nữ, nhưng người có vóc dáng đẹp và khuôn mặt lại xinh xắn nên mặc gì cũng đẹp. Dạ, tạ ơn công chúa đã khen. Đây là bộ đồ đẹp nhất mà thần từng mặc ạ. Đúng rồi, nhà bạn ấy nghèo lắm ạ. Có hai bộ đồ mà mặc lại hoài à. Một bộ hình như là của mẹ bạn ấy đó, nên nhìn già và không hợp thời trang tí nào hết á. Bộ còn lại thì rách đến 3-4 lỗ lận. Thần mà đưa cho cái ca là thế nào người ta cũng tưởng là cầm ca đi ăn xin đó. Vậy à, thật là đáng thương. Giờ ngươi có thể làm người hầu trong cung. Hàng tháng ngươi sẽ được cung cấp một ít tiền, có thể giúp mẹ của ngươi. Dạ, cảm ơn công chúa ạ. Công chúa ơi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Chúng ta lên đường thôi. Công chúa, chúng ta đi bằng gì ạ? À? Trước tiên là đi bằng ngựa trong vòng 7 ngày. Sau đó chúng ta sẽ đi thuyền trong 3 ngày là tới Nhật ngay. Trời đất! Nếu đi máy bay từ Việt Nam đi Nhật mất có mấy tiếng à? Bây giờ cưỡi ngựa và đi thuyền mất hết 10 ngày. Máy bay? Máy bay là cái gì? Dạ, ý của bạn Cloud là nếu chúng ta là chim thì có thể bay nhanh hơn đó ạ. À. Cloud vui tính quá à. Nhưng chúng ta là người nên đâu có thể bay được chứ. Tiểu thư Cloud và Wind sẽ ngồi chung với công chúa và thần. Còn May thì ngồi chung kiệu với 5 người hầu khác. Giờ thì chúng ta lên đường thôi. Dạ thưa công chúa, chúng ta đã đến hoàng cung nước Nhật Bản rồi ạ. À, sau bao ngày thì chúng ta cũng đến nơi. Chúng ta đi vào thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi qua một đất nước khác.
Quả là thú vị thật. Mây, ngươi còn đứng đó làm gì? Đi nhanh đi chứ. Dạ dạ dạ, thần đi nghe ạ. À. Konnichiwa, chào mừng công chúa và các tiểu thư đã đến với quân quốc hoa anh đào. Thần tên là Sakura, là cung nữ phụ trách việc nghỉ ngơi của các quý khách. Chắc công chúa và các tiểu thư đi đường rất là vất vả. Mời công chúa và các tiểu thư về phòng ăn uống và nghỉ ngơi. Buổi tiệc của hoàng tử Ichigo sẽ được diễn ra vào sáng ngày mai. Thần sẽ đi chuẩn bị và đưa công chúa và các tiểu thư đến nơi diễn ra buổi tiệc ạ. À. Cảm ơn sự đón tiếp ân cần của người và hoàng tử Ichigo. Người hãy nhắn với hoàng tử là công chúa nước Đại Nam có chuẩn bị một món quà vô cùng thú vị cho hoàng tử. Dạ, thần sẽ bẩm báo lại ạ. Giờ thì chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Đi từ Đại Nam qua Nhật mất đến 10 ngày. Mệt quá. Dạ, thưa công chúa, thần có thể đi dạo xung quanh để chiêm ngưỡng đất nước xinh đẹp này không ạ? À? Từ đó đến giờ, thần chưa được đi đâu xa. Được chứ, ngươi cứ đi đi. Không được đâu, mày không biết gì. Nếu mày đi lung tung thì không hay đâu ạ. À. Ngươi nói cũng đúng. Thôi, ngươi ở lại đây. Sáng mai rồi chúng ta đi cũng được mà. Dạ, vâng ạ. Dạ, mời công chúa về phòng. Tiểu thư Cờ Lao và Win sẽ ở phòng bên cạnh công chúa. Còn May thì ngủ chung với những người hầu bên kia. May, nhớ là phải soạn slam ra, kiểm tra coi có cái nào bị chảy không. Sau đó thì đóng gói hết tất cả các hũ slam rồi mới được đi ngủ nghe chưa? Mình sẽ làm hết sức. Ủa, sao bạn không cho nhỏ May đi vậy? Bạn hơi bị ngu đấy. Nó đi lung tung, lỡ gặp hoàng tử cái nước nào đó thì không hay đâu. Ủa, sao vậy? Bạn nhìn đi, nhỏ May nó xinh đẹp như vậy mà còn tài giỏi nữa. Ai mà không thích nó chứ? Lỡ có một vị hoàng tử nào rước nó đi thì ai giúp mình làm slam và về nhà chứ? À ha. Nếu nó quen được hoàng tử nào đó thì nó nhất định sẽ ở lại. Vì ở lại đây thì nó sẽ được cưới hoàng tử nè và được lên làm hoàng hậu. Còn về năm 2018 thì nó sẽ lại là con nhỏ nhà nghèo. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn nó gặp bất cứ người nào ở đây. Nhưng làm sao được? Tất cả các hoàng tử sẽ xuất hiện trong buổi tiệc mà. Dễ thôi. Nhỏ May này, nó khờ lắm. Ngày mai mình sẽ dụ nó vào một căn phòng để lấy đồ giúp mình. Khi nó vào thì mình sẽ khóa cửa lại. Thế là nó sẽ bị nhốt trong đó và tụi mình sẽ đi dự tiệc. Ồ, hay nha. Vậy là hai đứa mình có thể gặp được tất cả các hoàng tử giàu có, khôi ngô và tuấn tú rồi. Mà không sợ con nhỏ May đó tránh giành với tụi mình. Vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch. Ừ. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Chúng ta đi thôi. Ta rất là nôn nóng muốn tặng những hũ sơ lam này cho các hoàng tử và công chúa quá. Dạ, thằng cũng nôn nóng quá đi. Vậy thì chúng ta đi thôi. May à, mình bỏ quên cái đồ cài tóc ở trong phòng kế bên đó. Bạn qua lấy giúp mình nha. Chúng mình sẽ đợi bạn ngoài cổng. Ừ, mình đi lấy đây. Hai bạn đợi mình nha. Mình sẽ quay trở lại nhanh lắm. Nó đi qua đó rồi. Mau chạy theo sau và khóa cửa phòng lại đi. Trời ơi, sao ai đóng cửa lại vậy nè? Chắc ai đó không biết mình ở trong này nên khóa cửa lại. Giờ mình phải làm sao đây? Có ai mở cửa cho tôi không? Vậy là hết rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được đi sinh nhật. Vì từ đó tới giờ, dù có bạn mời thì mình cũng không dám đi. Vì không có tiền mua quà tặng. Đây là lần đầu tiên mà còn là sinh nhật của hoàng tử Nhật nữa. Nhưng giờ mình lại bị nhốt trong căn phòng này rồi. Sao mà số mình xui thế này? Hả? Hình như mình vừa nghe có tiếng gì đó. À!
dễ thương vậy nè. Wow, một sinh vật thật là đáng yêu và thật là lạ. Đây là con gì vậy ta? Nhìn dễ thương quá trời luôn. Dễ thương quá đi, nhìn giống như là một con hươu vậy đó, còn có cánh nữa trời. Lần đầu tiên mình thấy con này luôn đó. Dễ thương quá, dễ thương quá. Hả? Em nói gì chị chả hiểu em nói gì cả. Phải chi em biết nói tiếng người để chị có thể tâm sự với em. Dường như em có thể hiểu được chị nói gì phải không? Chị thật là buồn quá đi. Wow, buổi tiệc hôm nay thật là linh đình. Mọi thứ được sắp xếp đẹp quá. Mời công chúa và hai tiểu thư vào bàn ạ. Giờ lành sắp đến rồi đó. Công chúa, công chúa. Công chúa của nước Campuchia đang đến kìa. Thật là đáng ghét. Không biết cô ta muốn gì đây nữa. Chào công chúa Kim Tuyến, công chúa của nước Đại Nam đây rồi. Ta cứ tưởng là cô sẽ không dám tham gia buổi tiệc này đó chứ. Cô còn nhớ sinh nhật năm trước của hoàng tử Ichigo không? Thật là buồn cười quá đi mất. Ủa? Sao lại buồn cười vậy? Ai đây? Hai đứa mình là bạn thân của công chúa Kim Tuyến. À, thì ra là vậy. Vậy là cô ấy không kể cho hai cô nghe chuyện gì đã xảy ra vào năm ngoái à? Không, chúng tôi mới kết bạn thôi nên chưa có thời gian trò chuyện nhiều. Vậy thì để ta kể cho nghe. Mong công chúa Kim Tuyến không phiền lòng nha. Thì ngày này năm trước nè, chúng ta cũng có mặt tại buổi tiệc này. Ai cũng dâng tặng hoàng tử Ichigo những món quà vô cùng quý hiếm và thú vị. Như ta nè, ta đã tặng cho hoàng tử Ichigo một bộ trang phục kimono được làm từ những loại vải cao cấp nhất thế giới. Và trên áo nha, còn có nhiều hoa văn được làm từ đá quý. Không những vậy, tay áo còn được giác vàng nữa. Nhưng mà công chúa Kim Tuyến thì tặng. Nói tới đây thì ta không chịu nổi, buồn cười quá đi. Cô ấy tặng cho hoàng tử một cây hoa anh đào đó. Ủa, hoa anh đào cũng đẹp mà. Chắc là ngươi cũng nhà quê, cái đồ quê mùa. Đi sinh nhật hoàng tử nước Nhật mà lại tặng hoa anh đào. Ngươi có biết là hoa anh đào ở Nhật mọc đầy ra không? Chẳng khác nào chở củi về rừng. Đó là việc của năm trước. Bạn hãy chờ xem món quà mà mình tặng cho hoàng tử kỳ này. Đây là một món quà có 102 đó. Hy vọng là công chúa sẽ không tặng cho hoàng tử một thùng phân bón để chăm sóc cho cây hoa anh đào năm trước. Vì mình nghĩ hoàng tử đã ném cái cây đó đi rồi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bạn cứ đợi mà xem. Tất nhiên, mình sẽ chống mắt lên mà xem màn kịch ngày hôm nay. Chào công chúa. Em có biết không, số của chị thật là khổ mà. Có nhiều chuyện buồn chị chẳng biết nói cùng ai. Nói ra thì sẽ liên quan tới hai người bạn của chị. Thôi thì chị sẽ kể cùng em. Dù sao thì em cũng không hiểu chị nói gì nên sẽ không nói được với ai. Chuyện là hai người bạn của chị tên là Win và Cloud bắt chị làm slammy cho hoàng tử Ichigo. Nhưng hai bạn ấy lại nói là hai bạn ấy sáng tạo ra, còn đổ lỗi cho chị về một số việc nên làm cho công chúa Kim Tuyến nghĩ chị là người xấu. Chị chẳng biết phải làm gì nữa. Vì nếu mà chị nói ra thì hai bạn ấy sẽ gặp phiền phức và sẽ bị công chúa phạt. Chị chỉ có hai người bạn ấy là bạn thôi, nên chị cố gắng làm mọi thứ để hai bạn ấy được vui. Chị rất là háo hức khi mà được đi dự buổi tiệc sinh nhật này, dù chị đi với tư cách là người hầu. Vì từ trước tới giờ
Chị chưa bao giờ được ai mời đến sinh nhật cả. Bây giờ thì chị lại bị nhốt trong căn phòng này. Mà em dễ thương quá à. Chị tên là May, đến từ nước Đại Nam. Còn em tên là gì? Chíp 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 chíp. Các em ơi, người ta thường nói ở hiên thì gặp lành. Dường như bé Hu có cánh này, có thể hiểu được lời nói của May, nên đã giúp May rời khỏi căn phòng đó bằng cách chui qua cái cửa sổ đó. Sau khi ra được thì bé Hu có cánh này biến đâu mất tiêu luôn. Còn May thì ba chân bốn cẳng chạy tới nơi diễn ra buổi tiệc. Trời ơi, mệt quá. Wow, đẹp quá đi. Mình phải đi tìm Cloud và Win thôi. Trời ơi, Win ơi, con nhỏ May kìa. Cái gì? Slam May hả? Không phải, nhỏ May. Nhỏ May bên kia kìa. Đâu, đâu, đâu? Bên kia. Trời đất, sao nó lại ở đây? Chắc là bạn quên khóa cửa chứ gì. Không, mình đã khóa kỹ lắm mà. Chắc là có ai mở cho nó rồi. Thật là bực bội mà. Bây giờ mình phải làm sao? Còn sao nữa, kêu nó qua đây trước khi nó nói lung tung rồi làm lớn chuyện. Ê, May, 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 bên đây nè May, May. Trời đất, may quá, tìm được hai bạn rồi. Bạn làm gì mà giờ mới tới, làm cho hai đứa mình lo quá trời luôn. Ừ, hai đứa mình tưởng bạn đi lạc đường rồi chứ. Xin lỗi nha, mình đã làm cho hai bạn lo, mà buổi tiệc hôm nay đẹp quá trời luôn. Tất nhiên rồi, tiệc hoàng gia mà. Đúng vậy, đây là buổi tiệc hoàng gia, không phải tiệc bình thường đâu. Mình không biết, mình chưa bao giờ được dự tiệc sinh nhật bao giờ cả. Vậy mới nói, bạn phải thật là thận trọng nghe chưa? Mà bây giờ hai đứa mình phải qua bên công chúa đây. Ủa, mình không đi được hả? Tất nhiên là không rồi. Bạn không nhớ bạn là người hầu à? Người hầu thì làm sao mà ngồi kế chủ nhân được? Vậy mình ngồi ở đâu bây giờ? Ngồi cái gì mà ngồi? Bạn qua bên kia đứng đi. Đó là chỗ dành cho các cung nữ. Bạn đứng bên đó xem là được rồi. Mà nhớ là bạn đừng có nói cái gì về Slam hay là bí mật của tụi mình nghe chưa? Ừ ừ, mình biết mà. Vậy mình qua kia đứng nha. Hai đứa mình qua bên công chúa đây. Nhớ nha, không được đi đâu hay nói chuyện với ai nếu chưa được sự cho phép của hai đứa mình đó. Hai người vừa đi đâu vậy? Sắp đến lượt chúng ta dâng quà lên rồi đó. Dạ dạ dạ, thằng biết. Ủa, mà sao bạn cho nhỏ May đứng bên kia vậy? Nó mà ngồi kế bên mình là sẽ gây ra rất là nhiều sự chú ý đó. Bạn không thấy à? Nó vừa xinh, vừa giỏi, vừa có nhiều kiến thức thì sẽ được điểm ở trong mắt mọi người. Nó mà ở đây thì làm sao mà chúng ta tỏa sáng được chứ? À ha, mình quên. Tại mình thấy nó hiền thành ngu nên quên là nó có rất là nhiều ưu điểm. Hai người nói cái gì mà nhiều vậy? Dạ, tại nãy giờ nhiều người dâng quà quá à, mà thấy món quà nào cũng tầm thường hết á, không là vàng thì bạc, chẳng có gì đáng chú ý cả. Nè nè, đến lượt công chúa Campuchia dâng quà rồi kìa. Kính mời công chúa vương quốc Campuchia dâng quà. Chào hoàng tử Ichigo. Chào tất cả các quý khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là công chúa Campuchia. Cứ mỗi năm tôi luôn luôn dành nhiều công sức để tìm và làm được những món quà thật là quý giá để dâng lên cho hoàng tử Ichigo. Năm nay món quà mà tôi mang đến là một chiếc áo khoác có 102. Cái áo này được làm từ vải lụa tốt nhất thế giới và được mạ kim cương, cho nên cái áo này có thể làm áo giáp, giúp hoàng tử được an toàn khi bị tấn công. Wow, wow, đảo quá. Ý kiến này hay quá ha. Công nhận đẹp, đẹp nữa nè. Áo hoài à, năm nào cũng tặng áo. Bả làm như hoàng tử thiếu áo không bằng vậy. Cảm ơn lòng thành của công chúa. Cũng như mọi năm, tôi rất là thích chiếc áo khoác này.
Không có gì đâu hoàng tử. Hoàng tử hài lòng là mình cũng được vui rồi. Nghe cái giọng cười đáng ghét của bà kìa. Kính mời hoàng tử Afghanistan. Hả? Có hoàng tử Afghanistan đó hả? Ừ đúng rồi. Hoàng tử Afghanistan và hoàng tử Ichigo là bạn thân của nhau. Nên năm nào hoàng tử Afghanistan cũng đến cả. À thì ra là vậy. Mà chắc là hoàng tử Afghanistan chẳng có gì là quý giá để dâng lên đâu. Vì nước đó cũng rất là nghèo mà. Hả? Bạn vừa nói gì? Mình vừa nói Afghanistan nghèo đó. Bạn trên mây xuống à. Afghanistan là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Quốc gia này nằm trong hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng nối với châu Á và châu Âu, hay được gọi là con đường tơ lụa. Nó bắt đầu từ Trung Quốc và đi qua Mông Cổ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, đi qua cả Triều Tiên, Nhật Bản, xung quanh Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. À, mình có đọc những câu chuyện truyền thuyết xa xưa về con đường huyền thoại này. Con đường tơ lụa là một hệ thống những con đường thương mại lớn nhất thế giới thời cổ đại. Nó là huyết mạch thông thương, buôn bán của những thương nhân lạc đà. Là mấy người thương gia mà cưỡi lạc đà đi trên sa mạc, mình thấy trong phim đó hả? Ừ, đúng rồi đó. À, vậy là chắc hoàng tử này giàu lắm nhỉ? Mà còn khôi ngô tướng tú nữa chứ. Asadi kính chào tất cả các quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi rất vui khi được đến chung vui cùng hoàng tử Ichigo. Tôi có hai con tuấn mã mà tôi rất là hài lòng với chúng. Chúng là giống ngựa hiếm quý nhất thế giới. Trên thế giới này chỉ có 4 con. Vua Hy Lạp sở hữu 1 con. Thương gia nổi tiếng nhất Ai Cập sở hữu 1 con. Và tôi sở hữu 2 con. Con trắng và 1 con đen. Chúng rất là dẻo dai, phi nhanh và có thể đi mấy ngày đường mà không biết mệt mỏi. Hoàng tử Ichigo là người bạn thân và tôi rất là quý hoàng tử, cho nên tôi sẽ tặng cho hoàng tử 1 con. Hoàng tử Ichigo rất là thích màu trắng, cho nên mình sẽ tặng cho bạn con bạch mã màu trắng. Thật là tuyệt vời. Mình đã nghe nói rất là nhiều về giống ngựa này. Chúng rất là trung thành với chủ đó. Hôm nay lại còn được nhìn thấy, quả là tuyệt vời. Cảm ơn Asadi rất nhiều nha. Không có gì đâu Ichigo. Bây giờ thì chúng ta có thể thi cưỡi ngựa. Thật là vui quá. Sao hai bạn không cưỡi ngựa đi săn bắn? Như vậy thì có vui hơn không? Không đâu công chúa. Chúng tôi rất là yêu thương động vật. Nếu vì miếng ăn mà những động vật ấy phải hy sinh thì chúng tôi có thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi không thể giết hại chúng chỉ vì thú vui của mình được. Wow, hai vị hoàng tử này đúng là không ai sánh bằng mà. Vừa khôi ngô tuấn tú, tài giỏi, giàu có mà còn có tấm lòng nhân ái nữa. Nhân ái thì mình không ham, mà giàu có và đẹp trai thì mình ham. Tiếp theo xin mời công chúa của nước Đại Nam lên dâng quà. Kính chào quý khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Mình là Kim Tuyến, công chúa của nước Đại Nam. Tuy Đại Nam là một nước nhỏ, nhưng người dân nước tôi rất cần cù và sáng tạo. Chính vì thế, ngày hôm nay tôi xin dâng lên cho hoàng tử một món đồ chơi. Đây là món đồ chơi có 102 trên thế giới. Nó có thể giúp chúng ta thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Nó có tên gọi là Slam. Slam cái gì? Slam nghe lạ quá. Ngộ quá. Ngộ quá, ngộ quá. Nghe. Người đâu? Phát Slam cho tất cả các quan khách ở đây. Mình xin cho mời tiểu thư Win và Khởi Mi. Xin chào tất cả mọi người. Cho mình xin giới thiệu. Đây là Khởi Mi và Win, người sáng tạo ra món đồ chơi này. Thế là được chú ý rồi nha. Được các thần tử chú ý rồi. Bây giờ Win và Khởi Mi sẽ hướng dẫn cho mọi người chơi Slam. Quý khách đang cầm trong tay một món đồ chơi hết sức thú vị.
Đầu tiên, xin mời quý khách mở nắp hộp ra. Sau đó, quý khách dùng tay và chọt slam. Ê quên, slam. Quý khách sẽ nghe được tiếng clicky rất là đã. Và quý khách có thể cầm lên và giãn nó ra. Nó rất là dẻo đó ạ. Quý khách cứ làm như vậy thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Thật là thú vị quá đi. Ừ, đúng rồi. Đây đúng là một món quà có chưa một thấy bao giờ luôn. Chưa hết đâu. Mình còn có một loại slam nữa. Đây là loại slam mà Win và Khởi My đã làm để dành tặng riêng cho hoàng tử Ichigo. Đây gọi là slam mây. Wow, thú vị quá à. Ừ, đẹp quá đi, đẹp quá trời luôn. Có 102, đúng là có 102 mà. Ừ, ước gì mình cũng có một cái. Thật là tuyệt vời. Ta thật là lấy làm vinh dự. Ha, ta không tin. Thưa quan khách, đây là một vụ lừa đảo trắng trợn nhằm đưa tên tuổi của quốc gia này lên đó thôi. Đại Nam là một đất nước nhỏ bé, nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc, nghèo nàn. Cơm cũng không có mà ăn, thì trí não ở đâu ra mà phát triển, mà có thể phát minh ra món đồ chơi thần thánh này chứ. Công chúa Campuchia có hơi nặng lời rồi đó. Ta không tin công chúa Kim Tuyến lại làm ra cái trò như vậy. Không sao đâu hoàng tử Ichigo, mình là người ngay thẳng nên chẳng có gì phải sợ cả. Để chứng minh đấy là sáng tạo của người dân nước Đại Nam, thì mình sẽ cho Win và Khởi My làm slam mây ngay tại đây để tất cả mọi người có thể chứng kiến. Trời ơi, làm sao bây giờ? Mình đâu có thể làm slam mây đâu. Thì làm mây thì còn không làm được. Slam mây làm sao mà chết làm? Chết rồi. Các em ơi, bạn Cloud và bạn Win đâu có biết làm slam mây. Như vậy thì công chúa Kim Tuyến của chúng ta sẽ bị mang tiếng là lừa gạt. Không những công chúa Kim Tuyến mà cả nước Đại Nam luôn. Các em hãy nhớ đón xem tập tiếp theo của bộ phim hoạt hình Cô bé bán slam vào lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà chị Kimber không biết là lúc nào cả, tại vì chị Kimber phải viết truyện rồi quay phim nữa. Các em hãy nhớ đón xem hàng ngày để xem khi nào chị Kimber ra tập mới nha. Chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye!